cả nhà thấy là hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, một ngày nắng ấm luôn, nhiệt độ đó là 20 mấy độ, ở ngoài trời rất là đẹp, cho nên đó là Hữu Thiện đi ra ngoài đây một nơi rộng rãi và chia sẻ cả nhà. Đó là một cái niềm đam mê của Hữu Thiện, đó là niềm đam mê được bay và chia sẻ đến cả nhà một số cái thông số kỹ thuật để mà bay được an toàn. Tại vì là khi mà mình bay trên bầu trời thì mình cần phải là setup cho cái con Flycam. Thì cái con này Hữu Thiện tạm gọi là My Baby của Hữu Thiện. Khi mà mình bay trên bầu trời thì mình phải kiểm soát được cái con Flycam của mình, và cần phải là cài một cái thông số kỹ thuật an toàn để khi mà nó bay đi bay xa bao nhiêu km thì có cái thông số kỹ thuật đó, thì khi mà sắp hết pin thì nó sẽ tự động nó quay về. Vì những cái thông số nó như thế nào thì xin mời cả nhà mình là cùng xem video của Hữu Thiện nhé. Và Hữu Thiện cũng xin chia sẻ với những người mà đã từng chơi Flycam và có kinh nghiệm, thì qua cái chia sẻ video của Hữu Thiện thì những gì còn thiếu sót thì mong cả nhà là mình là góp ý thêm cho Hữu Thiện nha. Và những người mà chưa biết chơi thì cũng nên xem cái video này để mình biết thêm, hiểu biết thêm là cái thú vị khi mà cái con Flycam bay trên bầu trời như thế nào. Vì nếu như là cả nhà mình mà khi thấy ai đó mà biết lái xe mà mình không biết lái xe thì mình cũng phải cần biết một số thông số, nào là chân ga, chân thắng, nào là vô lăng và cần số, để khi mà mình lên mình ngồi cái con ô tô đó thì mình có thể là biết được và mình có thể là kiểm soát được cái con ô tô đó, thì đó cũng là một kiến thức và cái kinh nghiệm tốt thôi. Thì bây giờ Hữu Thiện sẽ xin mời cả nhà mình đó là xem video của Hữu Thiện nha. Thì khi mà mình mua cái con Flycam này thì gồm chỉ có là thân máy và cái RC là cái tay cầm và một pin thôi. Sau đó thì Hữu Thiện là trang bị thêm một pin nữa. Thì bước thứ nhất, có những cái bước cơ bản khi mà mình bay cái con Flycam này thì có những cái bước cơ bản như sau. Bước thứ nhất á là mình kiểm tra cái gimbal của cái camera này, thì Hữu Thiện nó gỡ cái nắp chụp. Gimbal của Hữu Thiện trang bị thêm là cái nắp chụp này để nó tránh chói sáng hai bên. Mình gỡ nó ra, gỡ cái gimbal nha. Cái camera nó quan sát. Và bước thứ hai là mình phải mở cánh. Mở cái chân ra. Và bước thứ ba là mình kiểm tra pin. Hữu Thiện đó là đã trang bị thêm một cục pin nữa. Đây là cục pin của con Flycam Mavic 2 Zoom. Và khi mà mình lắp pin vào và quên đó, khi mà mình sạc pin đó là mình kiểm tra pin nó đầy á, mình bấm một cái đây, xanh nó đầy hết thì có nghĩa là pin nó đang đầy. Thì mình luôn khi mà mình bay á bảo đảm là pin luôn đầy để cho máy hoạt động tốt nhất. Và khi mình lắp vào đó, mình nghe một cái tách như thế thì mới là an toàn, nó sát rất là an toàn khi bay. Cục pin này phải secure thôi. Và sau đó thì mình sẽ lắp cánh vào. Cánh này là cánh 3. Thì Hữu Thiện nó tìm hiểu cái loại cánh này khi mà bay thì nó đỡ tốn pin hơn cái loại cánh 2, cho nên mình trang bị cho cái con Flycam của mình. Và trên những cái cánh có hai loại, một cánh là có cái vòng tròn và không có cái vòng tròn. Cánh này thì có cái vòng tròn. Thì có cái vòng tròn mình sẽ lắp vào những cái động cơ. Đây, mình lắp vào cái động cơ trên máy bay á, và có cái vòng tròn như thế này mình sẽ lắp vào, và lắp vào theo hướng mũi tên. Đó. Rồi, chắc rồi. Cái vòng tròn thì nó đối xứng, cái này thì nó xứng với cái này. Hai cái còn lại thì mình lắp vào hai cánh còn lại. Đó, thì bước kiểm tra pin đã xong. Cái này thì Hữu Thiện trang bị thêm là để tăng sóng, thì một lát Hữu Thiện sẽ giới thiệu. Còn đây là cái len cho cái camera để là tránh mà chói sáng và quay được ban ngày ban đêm. Mình hỗ trợ thêm cái len cho con camera này. Bước thứ tư là cái tay cầm. Mình kiểm tra cái tay cầm. Và khi mình đặt cái điện thoại vào là mình xem cái tay cầm nó có tương thích, xem cái điện thoại nó có tương thích với tay cầm hay không. Nếu mà nó không tương thích, nó không có khớp thì mình phải tháo cái ốp lưng của cái điện thoại ra để mình lắp vào.
cái tay cầm này mình lắp cáp vào, mình phải kiểm tra kỹ lưỡng là lắp cáp nó có sát hay không, nó kết nối với cái điện thoại, nó đem tín hiệu, nó truyền cái tín hiệu về, sau đó thì mình bật cái cột sóng ra. Rồi cái cột sóng á, của cái tay cầm á, để như thế này để nó xứng rồi bay lên trời, nó có độ vuông góc, mình để như thế này. Rồi xong thì mình sẽ bật nguồn. Giờ thì mình sẽ bật nguồn cái con máy bay lên trước. Và khi mình bật nguồn á thì mình sẽ ấn giữ như thế này. Mình ấn một, mình ấn hai cái, mình ấn cái thứ nhất mình kiểm tra pin, nhấn cái thứ hai nhấn giữ 3 giây. Đó, cánh nó nhúc nhích là máy bay đã hoạt động rồi. Sau đó thì mình sẽ bật cái RC lên, mình cũng nhấn giữ, nhấn cái thứ nhất, nhấn cái thứ hai giữ. Đây nó đã kết nối rồi. Lưu ý khi mà mình bay cái con máy bay á thì chọn những cái nơi thông thoáng để tránh có những chướng ngại vật. Hiểu thì chọn cái nơi này cũng rất là thông thoáng rồi, để bay lên cái tầm cao thì không có cái gì để chướng ngại vật cho máy bay của mình. Thì mình sẽ bắt đầu chuẩn bị setup và cài đặt cái con máy bay của mình. Khi mà mình mở cái con máy bay của mình lên thì mình thấy một cái ánh sáng sáng trắng như thế này thì mình cũng đừng quá quan tâm và đừng quá bận tâm lo lắng quá, vì cái ánh sáng trắng này thì ngày hôm qua là mình do mình bay đêm cho nên nó là ngày buổi sáng thì nó sẽ sáng trắng như thế này. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái độ sáng lại, này mình giảm xuống. Đó, đẹp rồi đó. Cho nên trước khi mình bay á thì mình cần phải kiểm tra. Nhiều khi mình bay ban ngày thì ánh sáng khác và bay ban đêm thì ánh sáng khác. Đó, bây giờ thì ghi lại cái hình ảnh rất là sắc nét rồi. Rồi sau đó thì mình sẽ vào cái nút menu ba gạch này. Mình vào cái nút menu này thì mình vào bên trong. Có chỗ nào đỏ thì mình phải giải quyết cái vấn đề đó. Trong đây thì không có chỗ nào báo đỏ hết. Không có chỗ nào báo đỏ hết thì mình an tâm để mình thực hiện cái chuyến bay của mình. Và đây là cái mục thứ nhất là mình setup á, là home point setting. Thì cái mục này nó có hai phần. Cái phần này này, cái phần này thì có hai mục. Mục này thì khi mà mình clip chuột vào phần này đó, và mình chọn OK. The home point has been updated. Please check it on the map. Có nghĩa là mình sẽ set up cái điểm mà con máy bay mình từ lúc bay, set up điểm home cho mình, và khi mà mình bấm nút return home thì máy bay nó sẽ tự động nó bay về. Và cái điểm thứ hai là đây. Cái phần thứ hai là cái phần này. Đây là setup cái điểm quay về cho máy bay nó quay về. Cái điểm là RC, là cái điểm mình cái tay cầm điều khiển. Có nghĩa cái phần này khi mình bấm vào, khi mình di chuyển là trên xe, đi trên xe máy hoặc ô tô, thì khi mà máy mình đặt lệnh là return home thì nó sẽ là quay về trên cái tay cầm của mình. Rất là quan trọng. Thì Hữu Thiện sẽ setup cái điểm là điểm home. The home point has been updated. Please check it on the map. Thì nó sẽ quay về tại điểm home của mình. Và đây là mình set up cái độ cao. Độ cao để mà máy bay quay về. Và nút này á, là mình cài đặt á, là chế độ bay, ở chế độ bay S, chế độ Boss, chế độ T. Thì mình để ở chế độ B á, là chế độ bay bình thường. Và chế độ Sport á, là chế độ bay rất là nhanh. Thì chế độ bay Sport là tắt hết tất cả các cảm biến mình đã. Và phần này thì mình sẽ là return home attitude.
Có nghĩa là mình sẽ cài đặt cái độ cao chỗ này. Này. Return to home attitude có nghĩa là mình cài đặt cái độ cao cho máy bay nó quay về. Vì á, là mỗi một cái nơi tùy thuộc vào cái nơi mà mình bay, giống như ở đây á, là Hữu Thiện bay á, là có những cái tòa nhà cao tầng, có khi á, là cao gần cả 100 mét, cho nên nó là mình cài cái con máy bay mình nó bay về ở độ cao là 120 mét thì sẽ an toàn hơn. Và cái con Mavic 2 Zoom này á, là cho ở độ cao á, là tới 500 mét lận, bay về ở 500 mét nhưng mà mình cài ở chế độ là 120 mét thôi. Thì ở chế độ này khi mà mình đặt lệnh, mình bấm vào cái nút return home thì máy bay sẽ tự động lấy độ cao lên tới độ cao 120 mét và sẽ tự động bay về đúng cái điểm mà mình cài đặt là return to home, thì nó sẽ tránh những cái chướng ngại vật để nó quay về. Và đây là cái nút đó là beginner's mode, là nút dành cho những người mới tập bay. Và maximum altitude có nghĩa là độ cao ở cái con ở cái dòng Mavic này á, là 500 mét. Thì mình có thể bay cao ở độ cao là 500 mét. Và ở cái độ xa distance limit thì cái dòng Mavic á, là bay từ á, là 15 đến 8.000 mét, phải 8 km. Bây giờ á, là mình ngồi ngoài trời á, cái GPS á, là hiện là 18. Cái GPS thông số an toàn là từ 18 tới 20. Hoặc thì mình có thể là bay an toàn. Và tiếp theo á là mình quan sát á, là cái sóng của tay cầm. Đây. Mình quan sát xem á cái sóng tay cầm này á, là có đủ 5 vạch hay không. Nếu như cái sóng này á mà nó chớp chớp nó bị ít vạch, có nghĩa là mình đang ở trong khu vực đó là bị nhiễu sóng ở gần những cái trạm phát sóng hoặc là ở gần cái anten bị hút sóng, nó sẽ bị nhiễu. Và cái cột sóng HD này cũng vậy, HD này đó là truyền về màn hình, thì mình còn phải kiểm tra là xem có đủ 5 vạch hay không, mà mình cần phải kiểm tra hai cái cột sóng này đầy đủ, không có bị nhiễu. Và cái tiếp theo á là chỗ này cái cảm biến. Cái cảm biến này á thì mình phải bật hết lên, trước sau và hai bên thì mình cần phải bật lên xanh hết. Và tiếp theo á là cái phần tay cầm. Cái tay cầm này á thì mình có thể á, là thiết lập như C1 C2. Đây C1 C2 là cái nút sau lưng nè. Cái C1 C2 này á là mình thiết lập một cái số thông số cơ bản. Như là cái C1 này, C1 này là Hữu Thiện là thiết lập để tắt mở cái đèn led ở dưới bụng này nè, để mình bật cái là nó tắt mở này. Và cái C2 là Hữu Thiện là để tắt mở cái hai cái đèn đỏ ở hai bên cái cánh như thế này. Khi mà mình bay vào những cái nơi nhạy cảm thì mình tắt cái đèn này để cho người ta không có thấy, người ta không có chú ý vào cái con cam của mình. Và bốn cái nút joystick này là mình thiết lập lên xuống nè, tăng giảm sáng, HD mode. Và cái dòng này á là mình nên cài đặt là HD mode. Khi mình chỉnh được cái chế độ này á thì hình ảnh nó truyền về á, và mình có thể đang khi quay hoặc là mình record cái màn hình á thì nó truyền qua cái hình ảnh HD rất là đẹp. Mình nên để chế độ là HD Smart. Và tiếp theo là tới cái mục đó là Cell Pin. Trước khi bay á, mình nên nó nhìn vào màn hình và mình kiểm tra bốn cái Cell Pin này để mà mình đảm bảo an toàn khi bay. Mình xem á những cái số lẻ ở sau cùng á là đừng có chênh lệch nhau quá. Ví dụ như á là 425, 424, 424, 422 thì nó chỉ chênh lệch tới là 0,1, 0,2% thôi. Nó không có chênh lệch nhiều quá. Nếu như nó chênh lệch nhiều quá thì mình cần phải là kiểm tra lại. Nhưng mà mình kiểm tra là khi mà cái số 422 này á mà nó kiểm tra nó lọt xuống á là 18, 19 thì sẽ rất là nguy hiểm. Mình cần phải kiểm tra lại. Và cái hiệu điện thế volt ở đây á là 16,93 V thì rất là ok để mà thích hợp mình bay.
nhiệt độ ngoài trời là 25,1 độ C. Thì ở cái phần cái mục xe pin này thì mình muốn kiểm tra pin của mình, tại vì pin Hữu Thiện mới mua thì mình cũng có thể là kiểm tra được là pin này sạc mấy lần. Mình bấm vào detail này thì cái thông số này là đã báo là cái cục pin này là đã sạc được 3 lần thì ok. Nhiều khi mình mua pin mới về là mình kiểm tra xem là xem coi là đã sạc bao nhiêu lần rồi, thì mình bấm vào trong cái mục này để mình kiểm tra cái pin nó còn mới hay pin đã qua sử dụng rồi, cũng rất là hay để mình kiểm tra pin. Ở cái phía ba chấm này là thiết lập, gồm có là thiết lập cái phần này là units, thì đơn vị ở đây mình sử dụng là km trên giờ. Vì Hữu Thiện ở Việt Nam thì Hữu Thiện nó sử dụng quen với cái đơn vị này km trên giờ, cho nên nó là mình sẽ sử dụng km trên giờ. Mình thiết lập, mình sử dụng cái đơn vị này để mà mình dễ dàng sử dụng mình bay hơn. Đây là phần là rất là nhiều bạn rất là thích thú, ngay cả mình cũng rất là thích thú luôn, là phần livestream. Đây, ở cái phần này thì mình có thể là livestream khi mà mình bay, livestream lên Facebook, lên YouTube nè, lên Facebook, lên YouTube, vân vân. Thì khi mà mình bay thì mình có thể là livestream trực tiếp để mình chia sẻ cho những bạn bè, mọi người. Này, hai cái phần này. Cái phần ở dòng trên này là nó sẽ lưu một cái file giả vào trong cái điện thoại của mình, như là một cái file mình ghi hình Full HD, thì mình có thể là xem trước được cái video đó, cái video của mình khi mà mình kết thúc cái chuyến bay. Và cái dòng thứ hai này là mình cũng rất là thích thú, thì khi bay lên trời thì mình làm sao mình có thể ghi được cái âm thanh tiếng của mình vào, cũng giống như bây giờ là Hữu Thiện đã chuẩn bị bay và ghi được cái âm thanh cái tiếng của mình nói vào. Mình sẽ bật cái chốt Record audio with video cast, mình sẽ bật cái chốt này lên, thì khi mà mình bay trên bầu trời thì mình có thể là ghi âm lại cái âm thanh của mình, cái tiếng của mình để mình nói chuyện, thì nó sẽ thêm phần hấp dẫn hơn. Thì khi mà mình bật hai cái chế độ này thì tức là khi mà cái file của mình đó là mình ghi hình, thì nó sẽ thu được tiếng, là thu được hình và thu được cái âm thanh xung quanh, như là thu được là tiếng nói, những cái âm thanh tiếng ồn, tiếng pháo hoa. Nếu như mình quay một cái cảnh nhưng mà trực tiếp pháo hoa thì mình nghe được cái âm thanh pháo hoa thì nó sẽ thêm hấp dẫn hơn, sẽ rất là hay. Thì sau này mình khi mình biên tập cái video thì nếu như mình cần cái âm thanh thì mình sẽ lấy cái file giả này ra, mình sẽ lấy cái âm thanh đó mình ráp vào để mình biên tập thành một cái video hoàn chỉnh, thì nó sẽ có âm thanh, có lỗi hình, sẽ rất là hay. Thì mình up lên YouTube đó, thì là một cái video có âm thanh nó sẽ rất là hay hơn. Đây, Hữu Thiện cũng xin giới thiệu một cái phần này rất là quan trọng. Signal lost and return to home có nghĩa là sao? Cái phần này là thật sự rất là quan trọng. Khi mà mình khởi động cái con máy bay của mình thì mình phải là thiết lập đầu tiên luôn. Rất là quan trọng. Có nghĩa là khi cái máy bay của mình nó có thể là bay ra xa, nó bị vướng cây cối và bị mất sóng và bị che khuất, thì máy bay sẽ bị mất sóng, mất cái tín hiệu control, mất cái tín hiệu của mình. Thì máy bay sẽ làm gì? Nó sẽ có 3 lựa chọn. Một là return to home. Thứ nhất là máy bay sẽ tự động quay về, tại vì máy bay đã mất mất kiểm soát rồi. Và cái thứ hai là máy bay sẽ tự động landing, thì nó sẽ tự động nó hạ xuống ngay cái điểm đó. Cái phần thứ ba là phần hover. Hover có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi máy bay bị mất sóng thì máy bay sẽ tự đứng im ở ngay cái điểm đó, nó chờ mình tới để mình giải quyết. Thì cái phần này là không có giải quyết được gì hết. Nếu như mà mình nó đã bay xa mình, nó là khoảng 2-3 cây số, nó bay ngoài sông, mà mình bật cái chế độ này, bật cái chế độ hover này, thì mình cũng không có thể chạy tới cái con máy bay của mình được. Cho nên cái phần hover và cái phần landing cũng vậy. Landing mà nó hạ cánh ở cách mình nó là 2 km, 3 km, thì mình cũng không có thể nào mình chạy lại mình giải quyết cái con máy bay của mình được. Cho nên mình chỉ là thiết lập cái chỗ này duy nhất, return to home, rất là quan trọng. Cho nên đó là mỗi lần mà mình bay á là mình cần phải kiểm tra xem á là cái con máy bay của mình
có ai mượn cái control của mình hay không. Nhiều khi đó, họ nghịch, họ bấm vô mấy cái chỗ này, bấm vô landing thì cũng chết, bấm vô hover cũng chết, bấm landing thì nó hạ cánh cách mình nó là 3-4 km, mình biết nó đâu mà mình tìm. Và hover cũng vậy, nó đứng im ngay chỗ đó rồi chờ mình tới giải quyết, ở xa mình quá mình cũng không giải quyết kịp. Chỉ có một cái phương án là return to home, cho nên chỗ này rất rất là quan trọng, mình cần phải thiết lập đầu tiên luôn. Thì một cái tiểu xảo nho nhỏ thôi, Hữu Thiện cũng xin giới thiệu, có nghĩa là cái camera của mình khi mà mình bay á, mình nhấn cái nút điều khiển á là nó cụp lên cụp xuống rất là nhanh, thì mình dùng cái nút này để mình điều chỉnh. Mình vào cái gimbal, mình vào cái phần camera gimbal advanced setting đó, mình vào đây. Ở cái dòng đầu tiên thì Hữu Thiện sẽ điều chỉnh nó là ở mức độ 5 thôi, mức độ 5 thì cái chế độ nó 5 là vừa. Thì khi mà mình bật cái chế độ camera lên xuống nó là vừa, nó không nhanh quá, nó không chậm quá, để nó quay lại mình điều chỉnh camera lên xuống thì nó vừa, nó đem lại hình ảnh nó mượt hơn, nó không có nhanh quá. Hiện giờ là cái con camera, cái con Flycam Mavic 2 này là bay ở chế độ B, bay ở chế độ B này. Đó. Thì ở cái dòng Mavic này, cái dòng Mavic 2 Zoom này thì cảm biến nó được trang bị cùng mình hết, trước, sau, phải và trái. Nhưng mà mình khi mình bay ở cái chế độ bay B này thì cảm biến chỉ hoạt động ở trước và sau, hai bên thì không có hoạt động. Và khi mà mình bay ở chế độ là Sport, là bay chế độ rất là nhanh, thì cảm biến sẽ tắt hết, phải trái trước sau là đỏ hết, tắt hết cảm biến luôn. Cho nên cảm biến cũng rất là quan trọng khi mình bay, thì mình cần phải kiểm tra. Pháo lô và FPV. Thì khi mà mình bay chế độ bình thường thì mình cần là cài đặt là chỉ pháo lô thôi. Thì mình bay bình thường, mình bay phong cảnh đồ thì mình để máy bay nó bay bình thường thì nó sẽ ghi lại cái phong cảnh rất là đẹp. Còn nếu mà mình bay những cái phim á, mình bay những cái phong cảnh là ở núi rừng, hoặc là mình bay cảnh cho máy bay nó nghiêng đồ, khi mà mình xem những cái phim hành động á, những cái cảnh quay á, nó có nghiêng ngã, thì khi mà mình điều khiển cái con máy bay của mình thì khi mà máy bay mình nó nghiêng thì nó sẽ là khóa cứng cái con gimbal lại, nó khóa cứng cái gimbal lại. Đây. Nó sẽ khóa cái gimbal lại. Thí dụ máy bay nó nghiêng như thế này thì gimbal nó sẽ đứng yên lại để nó quay những cái phong cảnh đó. Nó rất là mượt. Đó. Thì FPV này là chỉ bay cho những cái pha hành động giống như trong phim thôi. Và cái phần cuối cùng là cái phần bản đồ. Đó. Và khi mà mình bay á, cái điểm này mình rất là quan trọng, thì mình phải là setup. Khi mà cái điện thoại mình nó mình không có kết nối với 3G thì nó sẽ màn hình nó sẽ trắng trơn à, không có cái gì hết. Và khi mà mình bay á, là cần phải có cái sim 3G để mà mình có cái bản đồ để mình bay, để mình biết được cái điểm mà mình bay về. Nếu như ngày mai á là mình nó là chuẩn bị là mình đi lên núi mình bay thì mình cần phải là cài cái bản đồ đó, mình lên mình setup, mình cài cái bản đồ này về, mình download, mình chuẩn bị á, ví dụ như ngày mai mình đi núi hoặc mình đi ở cái vùng nào không có sóng thì mình tải cái bản đồ này về, mình download về mình để đó, mình cài. Thì ngày mai mình đi bay thì mình khỏi cần cái sim thôi. Nó rất là hữu ích, cho nên nó là cái bản đồ rất là quan trọng để mình thiết lập để cho cái con máy bay của mình. Và khi mình kết thúc cái chuyến bay của mình bấm vào cái nút này, ba gạch. Đây, bấm vào ba gạch. Live record. Đây mình bấm vào cái này. Live record. Thì khi mình bấm vào chỗ này có cái dòng này là sao lưu lại. Đây, mình bấm lại nó sẽ hỏi mình là nó sẽ lưu lại cái thông tin cái chuyến bay, cái hành trình bay của mình. Nó đang lưu lại. Nếu như là mình bay ngày nào mình cũng bay hết mà mình không lưu lại cái thông tin này thì coi như là con số 0, nó không có ghi lại cái hành trình bay của mình. Thì khi mình kiểm tra lại sẽ không có cái hành trình bay của mình. Đó, vậy thôi đó. Nha. Thì khi mà nó lưu lại cái hành trình bay thì nó tính cho Hữu Thiện cái level bay của mình, cái khoảng cách bay và những cái nơi nào mình bay ở đâu nè, có cả cái bản đồ luôn, nó định vị cho cái bay máy bay của mình khoảng cách bao xa,
và bao nhiêu phút, bao nhiêu mét, ở độ cao bao nhiêu mét và xa bao nhiêu phút, hình ảnh nó đầy đủ hết. Cho nên cái chỗ này cũng rất là quan trọng. Thì vừa qua là Hữu Thiện cũng đã giới thiệu sơ qua những cái điều và cơ bản để mình thiết lập cho cái con máy bay của mình. Vì đây chỉ là chừng khoảng là 40-50% thôi, cơ bản để mà mình thiết lập cho cái con máy bay của mình bay an toàn. Nhưng đó cũng là một điều không thể thiếu, rất là quan trọng. Nếu như mà thiếu những cái điều đó thì coi như cái chuyến bay của mình đó là không có an toàn. Thì cả nhà xem qua mà thấy cái video này thì thú vị và hữu ích thì cả nhà nhớ bấm like và comment cho Hữu Thiện được biết nha. Hữu Thiện xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.